biển nước sâu tàu tấp nập phao ra. Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ban dân vận tỉnh ủy phối hợp với thị ủy Nghi Sơn tổ chức hội nghị ra mắt mô hình dân vận khéo trong xây dựng xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa và tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ cơ sở vùng giáo năm 2022 tại xã Trường Lâm. Thị xã Nghi Sơn tăng cường công tác phòng chống tai nạn, thương tích và phòng chống đuối nước trẻ em. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 19 tháng 5, tại xã Trường Lâm, Ban Dân vận tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp với thị ủy Nghi Sơn tổ chức hội nghị ra mắt mô hình dân vận khéo trong xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa và tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ đảng viên cơ sở, vùng giáo năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí
Nguyễn Quốc Thanh, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa; Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã; đồng chí Trịnh Tiến Dũng, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn; đại diện lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể thị xã; trưởng khối dân vận; đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các xã phường vùng đồng bào có đạo Công giáo. Tại hội nghị, lãnh đạo xã Trường Lâm đã công bố quyết định thành lập ban chỉ đạo thực hiện mô hình dân vận khéo trong xây dựng xứ đạo bình yên gia đình văn hóa năm 2022 và thông qua quy chế hoạt động của ban chỉ đạo mô hình, trình bày kế hoạch xây dựng thực hiện mô hình dân vận khéo trong xây dựng xứ đạo bình yên gia đình văn hóa trên địa bàn xã Trường Lâm. Mô hình dân vận khéo trong xây dựng xứ đạo bình yên gia đình văn hóa đặt ra mục tiêu vận động 100% hộ gia đình trên địa bàn xã Trường Lâm chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, quy ước, hương ước của thôn và giáo lý, giáo luật của giáo hội. Cùng với đó, các giáo xứ, giáo họ thực hiện tốt công tác tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải và đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Đồng thời phấn đấu 100% hộ gia đình trên địa bàn xã thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, đoàn kết, tương trợ trong xóm làng, tích cực hưởng ứng phong trào, đền ơn, đáp nghĩa và các hoạt động nhân đạo, bác ái. Thông qua mô hình, xã Trường Lâm cũng phấn đấu đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở trở lên và 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, duy trì thường xuyên các phong trào văn nghệ, thể thao. Các gia đình trên địa bàn xã hòa thuận, tiến bộ và phấn đấu đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người công dân, giáo dân, đoàn kết, lương giáo, sống tốt đời, đẹp đạo. Tại hội nghị, sau khi xã Trường Lâm và giáo xứ Thanh Minh ký cam kết thực hiện mô hình, ban chỉ đạo thực hiện mô hình dân vận khéo trong xây dựng xứ đạo bình yên gia đình văn hóa đã ra mắt nhận nhiệm vụ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trịnh Tiến Dũng, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, đề nghị ban chỉ đạo thực hiện mô hình xã Trường Lâm tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, xây dựng thành công mô hình điểm dân vận khéo trong xứ đạo bình yên gia đình văn hóa, gắn với thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022. Các xã phường có đồng bào Công giáo đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2022-2025, căn cứ vào điều kiện tình hình thực tế của đơn vị, triển khai xây dựng mô hình dân vận khéo trong xứ đạo bình yên gia đình văn hóa hiệu quả và thiết thực. Cũng tại hội nghị, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã triển khai tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ cơ sở vùng giáo thị xã Nghi Sơn. Theo đó, các đại biểu dự hội nghị đã được nghe báo cáo viên của Sở Nội vụ giới thiệu các chuyên đề về quan điểm chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với tín ngưỡng tôn giáo, một số nội dung trọng tâm trong công tác vận động quần chúng, chức sắc, tín đồ tôn giáo. Thưa quý vị và các bạn, theo Tổ chức Y tế Thế giới, sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây ra hơn 8 triệu ca tử vong trên toàn cầu mỗi năm. Trong đó hơn 7 triệu người tử vong do sử dụng thuốc lá trực tiếp và khoảng 1,2 triệu người tử vong do hút thuốc lá thụ động. Hút thuốc lá cũng là một yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và làm tăng mức độ nghiêm trọng của các bệnh về đường hô hấp. Theo đánh giá của Hội đồng các chuyên gia y tế cộng đồng được WHO triệu tập vào ngày 29 tháng 4 năm 2020 cho thấy, những người hút thuốc có nguy cơ mắc các biến chứng nghiêm trọng về sức khỏe do COVID-19 cao hơn so với những người không hút thuốc. Bên cạnh tác hại về sức khỏe, sử dụng thuốc lá còn gây tổn thất về kinh tế đối với các cá nhân, gia đình và xã hội. Các tổn thất này bao gồm chi tiêu cho thuốc lá, chi phí cho khám, điều trị bệnh liên quan đến hút thuốc, giảm sút, mất khả năng lao động vì ốm đau và tử vong sớm. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, tổn thất kinh tế toàn cầu do thuốc lá gây ra mỗi năm là 1.400 tỷ đô la Mỹ. Sử dụng thuốc lá cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hàng năm có khoảng 5% diện tích rừng bị phá để trồng cây thuốc lá và lấy gỗ để sấy thuốc lá. Ước tính mỗi năm cần 18 tỷ cây xanh để làm củi sấy thuốc lá. Việc sử dụng thuốc lá thải ra môi trường mỗi năm
khoảng từ 3.000 đến 6.000 tấn formaldehyde, từ 12.000 đến 47.000 tấn nicotine và từ 300 đến 600 triệu kg chất thải độc hại của các mẩu thuốc lá. Theo WHO, các tác động môi trường của việc sử dụng thuốc lá gây thêm áp lực không cần thiết đối với các nguồn tài nguyên vốn đã khan hiếm, đặc biệt đối với các nước đang phát triển, do hơn 80% số người sử dụng thuốc lá là tại các nước này. Nhằm thông tin tới cộng đồng tác hại của thuốc lá tới môi trường, Tổ chức Y tế Thế giới chọn thông điệp "Thuốc lá, mối đe dọa tới môi trường của chúng ta" làm chủ đề Ngày Thế giới không hút thuốc lá 31 tháng 5 năm 2022. Thông qua chủ đề này, Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các quốc gia thúc đẩy các hoạt động nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của sử dụng thuốc lá tới môi trường, không hút thuốc lá để hạn chế việc gây ô nhiễm môi trường và sức khỏe. Tại Việt Nam, với sự quan tâm chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, thời gian qua, Bộ Y tế đã phối hợp với các bộ ngành, các tổ chức chính trị xã hội, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường nâng cao nhận thức trong cộng đồng về tác hại của việc hút thuốc, xây dựng môi trường không khói thuốc, tổ chức công tác tư vấn cai nghiện thuốc lá, kiểm tra, giám sát. Công tác phòng chống tác hại của thuốc lá đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. So với năm 2015, năm 2020, tỷ lệ sử dụng hút thuốc lá chung giảm từ 22,5% năm 2015 xuống còn 21,7% năm 2020. Tỷ lệ nam giới hút thuốc lá giảm từ 45,3% năm 2015 xuống còn 42,3% năm 2020. Đặc biệt, tỷ lệ hút thuốc thụ động cũng giảm đáng kể tại các điểm như sau: nơi làm việc, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, trên phương tiện giao thông công cộng và khu vực trong nhà. Theo kết quả khảo sát hành vi sức khỏe học sinh toàn cầu tại Việt Nam do Tổ chức Y tế Thế giới thực hiện năm 2019, tỷ lệ hút thuốc trong học sinh độ tuổi từ 13 đến 17 giảm từ 5,36% năm 2013 xuống còn 2,78% năm 2019. Đây là những kết quả rất đáng khích lệ trong việc ngăn ngừa hút thuốc lá trong giới trẻ. Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá, ngày 31 tháng 5 năm 2022, tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5. Bộ Y tế trân trọng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố cùng phối hợp và tiếp tục chỉ đạo các cơ quan trên địa bàn tỉnh, thành phố đẩy mạnh các hoạt động cụ thể như sau. 1. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh, thành phố tăng cường tuyên truyền tác hại của việc sử dụng thuốc lá và luật phòng chống tác hại của thuốc lá với các nội dung tác hại của thuốc lá điếu và các sản phẩm mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, si sa. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tổ chức, địa phương, người đứng đầu các điểm cấm hút thuốc lá trong việc tổ chức thực hiện quy định cấm hút thuốc lá tại Điều 6, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Luật Phòng chống tác hại thuốc lá. Quyền của mọi người được sống, làm việc trong môi trường không có khói thuốc lá. Quyền nghĩa vụ yêu cầu người hút thuốc lá không hút tại địa điểm có quy định cấm tại Điều 7 Luật Phòng chống tác hại thuốc lá. Nghĩa vụ của người hút thuốc lá được quy định tại Điều 13, không hút thuốc tại địa điểm có quy định cấm, không hút thuốc tại nhà khi có trẻ em, phụ nữ mang thai, người bệnh, người cao tuổi, giữ vệ sinh chung, bỏ tàn mẩu thuốc lá đúng nơi quy định khi hút thuốc lá tại những địa điểm được phép hút thuốc lá. Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống tác hại thuốc lá tại Điều 9, Luật Phòng chống tác hại thuốc lá. 2. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống tác hại thuốc lá và môi trường không khói thuốc theo quy định của Luật Phòng chống tác hại thuốc lá. Đưa nội dung phòng chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm của Ủy ban Nhân dân các cấp, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của các cơ quan đơn vị, đưa nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá vào hương ước, quy ước tại thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố, tiểu khu. Treo biển báo cấm hút thuốc lá tại các địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá như khu vực trong nhà, tại nơi làm việc của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và nơi làm việc trong nhà khác, nhà hàng, quán cà phê, cơ sở dịch vụ ăn uống, cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí, nhà ga, bến xe, bến tàu, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, trung tâm hội nghị, nhà hát, nhà văn hóa, rạp chiếu phim,
rạp xiếc, câu lạc bộ, nhà thi đấu thể thao, sân vận động có mái che, quán bar, quán karaoke, vũ trường, trên phương tiện giao thông công cộng và địa điểm công cộng trong nhà khác, khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách, khu nghỉ dưỡng resort và cơ sở lưu trú du lịch khác. Tuyên truyền và thực hiện các biện pháp ngăn ngừa sử dụng thuốc lá trong các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và việc hiếu hỉ. Thực hiện nghiêm quy định cấm quảng cáo, khuyến mãi, tài trợ của các công ty sản xuất, kinh doanh, sản phẩm thuốc lá. 3. Tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác phòng chống tác hại thuốc lá. Thành lập hoặc kiện toàn ban chỉ đạo chương trình phòng chống tác hại thuốc lá các cấp. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động ban hành kế hoạch hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá của tỉnh. Phân công rõ trách nhiệm của các sở ban ngành trong việc thực hiện luật phòng chống tác hại thuốc lá nhằm tạo cơ sở thuận lợi, thúc đẩy hoạt động phối hợp liên ngành trong phòng chống tác hại thuốc lá. Tăng cường sự phối hợp liên ngành trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch hoạt động hàng năm của địa phương và các hoạt động do Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá hỗ trợ các tỉnh, thành phố để đảm bảo việc triển khai hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá được sâu rộng, hiệu quả. Sử dụng đúng quy định và có hiệu quả kinh phí do Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá hỗ trợ các tỉnh, thành phố để thực hiện hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá. 4. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật phòng chống tác hại thuốc lá. Tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực thi quy định cấm hút thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị, trường học, nhà máy, xí nghiệp, các cơ sở khách sạn, nhà hàng và các địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá trên địa bàn tỉnh. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện quản lý nhà nước về phòng chống tác hại thuốc lá theo quy định tại khoản 4 điều 5 luật phòng chống tác hại thuốc lá, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành hoặc lồng ghép việc kiểm tra thực hiện luật phòng chống tác hại thuốc lá vào chương trình kế hoạch kiểm tra của các cơ quan tổ chức theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. 5. Tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới Không Thuốc Lá ngày 31 tháng 5 và Tuần lễ Quốc gia Không Thuốc Lá từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5 năm 2022. Chỉ đạo các ban ngành đoàn thể ở địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan đầu mối về phòng chống tác hại thuốc lá tại tỉnh, tùy theo tình hình dịch bệnh COVID-19 tại địa phương, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới Không Thuốc Lá và Tuần lễ Quốc gia Không Thuốc Lá như tổ chức meeting, hội nghị, diễu hành, treo băng rôn khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Thế giới Không Thuốc Lá và Tuần lễ Quốc gia Không Thuốc Lá. Chỉ đạo cơ quan thông tin đại chúng tại địa phương thường xuyên đăng tải các thông tin về lợi ích của môi trường, không khói thuốc, tác hại của thuốc lá điếu thông thường, thuốc lào, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, xì xa, các thông tin về tư vấn cai nghiện thuốc lá trên đài phát thanh truyền hình, báo chí, loa phát thanh xã phường, trang thông tin điện tử và trên các trang mạng Facebook, fanpage nếu có của các sở ban ngành cơ quan đơn vị. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp với Bộ Y tế thực hiện các hoạt động nêu trên và gửi báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế để tổng hợp, báo cáo gửi về địa chỉ Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá Bộ Y tế tầng 5, tòa nhà Tostico, 273 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, trước ngày 15 tháng 6 năm 2022. Các thông tin về luật phòng chống tác hại thuốc lá, tài liệu truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá, quý cơ quan có thể tìm hiểu và tải về từ trang thông tin điện tử www.vinacosti.gov.vn. Xin trân trọng cảm ơn. Ký thay Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Y tế đã ký Nguyễn Trường Sơn. Công văn của Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn về việc tăng cường thực hiện công tác phòng chống tai nạn, thương tích, đặc biệt là phòng chống đuối nước trẻ em. Thực hiện công văn số 03/CD-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về tăng cường thực hiện công tác phòng chống tai nạn, thương tích, đặc biệt là phòng chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã yêu cầu các phòng ban ngành và Ủy ban Nhân dân các xã phường tập trung triển khai thực hiện các nội dung như sau. 1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả chương trình phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030, chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa tai nạn, thương tích cho trẻ em, trong đó có phòng chống đuối nước cho trẻ em. Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện phòng chống tai nạn, thương tích
và đuối nước cho học sinh, trẻ em. Công điện số 01 CD ngày 4 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban Quốc gia về trẻ em về việc tăng cường công tác phòng chống tai nạn, thương tích, phòng chống đuối nước trẻ em. Chỉ thị số 21 ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện phòng chống tai nạn, thương tích và đuối nước cho học sinh và trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Kế hoạch số 262 ngày 21 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thị xã về phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. 2. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các phòng ban ngành, Ủy ban Nhân dân các xã phường tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cơ quan trong hệ thống chính trị và các tổ chức cá nhân trong toàn xã hội trong việc phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công tác viên làm công tác trẻ em về kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, các quy định về tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn phòng chống tai nạn thương tích trẻ em và các giải pháp, biện pháp phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Tiếp tục thực hiện kịp thời các hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đối với các gia đình có trẻ em bị thương nặng, bị tử vong do tai nạn, thương tích trên địa bàn thị xã. Phối hợp với các phòng ban ngành, tổ chức chính trị xã hội tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và công tác phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em tại các xã phường. Theo dõi thống kê các vụ việc trẻ em tử vong do tai nạn, thương tích để báo cáo Sở Lao động Thương binh và Xã hội theo quy định. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã chú trọng triển khai thực hiện việc xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em, thường xuyên giáo dục cho học sinh kỹ năng nhận biết biển cảnh báo, nguy cơ và biện pháp phòng tránh tai nạn, thương tích và kỹ năng tự bảo vệ an toàn khi tham gia giao thông, bảo vệ an toàn trong môi trường nước, trong các giờ học về giáo dục thể chất, sinh hoạt ngoại khóa tại trường học. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường đẩy mạnh tổ chức các hoạt động dạy bơi an toàn cho trẻ em trên địa bàn thị xã, ưu tiên các xã phường có tỷ lệ trẻ em bị đuối nước cao và có nhiều nguy cơ gây đuối nước trẻ em, đảm bảo ngày càng có nhiều trẻ em được học bơi an toàn, biết các kỹ năng an toàn dưới nước để ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ đuối nước đối với trẻ em, tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc quản lý, giám sát học sinh trong thời gian học trực tuyến tại nhà, sau giờ học ở trường, thời gian nghỉ hè để đảm bảo an toàn phòng tránh tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước cho học sinh. Phòng Văn hóa Thông tin chủ trì phối hợp với các phòng ban ngành, tổ chức, đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện chương trình bơi an toàn, tăng cường tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em tại cộng đồng, trường học, cơ sở thể thao, thể dục và dạy bơi cho trẻ em. Chỉ đạo hướng dẫn các xã phường hàng năm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, đồng thời thực hiện thanh tra kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống tai nạn, thương tích và đuối nước trẻ em tại các bãi tắm du lịch, bể bơi, hồ bơi. Phòng Quản lý Đô thị phối hợp với các phòng ban ngành liên quan chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông, đặc biệt là các bến đò ngang, bến tàu để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường thủy, việc đảm bảo và tuân thủ các điều kiện an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông đường thủy. Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, Bộ phận Y tế chỉ đạo hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện việc xây dựng cộng đồng an toàn phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, chỉ đạo các cơ sở y tế tích cực sơ cứu, cấp cứu, điều trị, phục hồi chức năng cho trẻ em bị tai nạn, thương tích để giảm tử vong, tàn tật và các tổn thương về sức khỏe của trẻ em. Tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ y tế cơ sở về kỹ năng sơ cấp cứu khi có trường hợp đuối nước xảy ra, theo dõi thu thập số liệu về tai nạn thương tích trẻ em trong các cơ sở y tế. Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch tăng cường đưa tin bài thông tin cảnh báo về các nguy cơ gây tai nạn thương tích cho trẻ em, các biện pháp phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em và trách nhiệm quản lý chăm sóc trẻ em tại gia đình cộng đồng. Phòng Kinh tế tăng cường công tác tuyên truyền vận động các cơ quan đơn vị, đặc biệt là các đơn vị thi công quản lý khai thác công trình thủy lợi, ra soát phát hiện và thông báo, cảnh báo kịp thời các khu vực có nguy cơ xảy ra đuối nước,
đối với trẻ em để có biện pháp chủ động phòng ngừa khắc phục. Sửa chữa nhằm loại bỏ những nguy cơ gây đuối nước cho trẻ em như làm rào chắn, đặt biển cảnh báo tại các ao hồ, đập, sông, suối, kênh, mương, săn lấp hố công trình, ao hồ sau khi đào đất, phân công lực lượng cảnh giới khi khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi, thủy nông. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các ngành, các xã, phường liên quan trong quá trình kiểm tra công tác, đóng cửa mỏ tại các mỏ khoáng sản hết thời hạn khai thác, phải yêu cầu các chủ mỏ khoáng sản thực hiện hoàn trả mặt bằng, cải tạo phục hồi môi trường theo đúng hồ sơ được phê duyệt, đảm bảo khu vực mỏ ở trạng thái an toàn, không gây nguy hiểm cho người dân và trẻ em. Công an thị xã chỉ đạo cơ quan công an các xã phường tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy, phòng cháy chữa cháy và các vi phạm khác về an ninh trật tự, an toàn xã hội, triển khai thực hiện kịp thời các hoạt động cứu hộ cứu nạn khi có vụ việc đuối nước ở trẻ em xảy ra, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em khi không thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc trẻ em và các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích trẻ em theo quy định của pháp luật. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã, thị đoàn, Hội nông dân thị xã theo chức năng nhiệm vụ các chương trình, đề án, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, triển khai thực hiện và lồng ghép các nội dung phòng chống tai nạn thương tích trẻ em vào nội dung của vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, vận động hội viên, đoàn viên, tăng cường quản lý, giám sát con em mình nhằm giảm thiểu các trường hợp tử vong do tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn giao thông và đuối nước, tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Ủy ban nhân dân các phường xã thường xuyên thông tin tuyên truyền phổ biến trên hệ thống phát thanh về trách nhiệm của các cơ quan tổ chức và gia đình trong phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt là phòng chống đuối nước ở trẻ em. Thường xuyên phát những thông điệp cảnh báo về các địa điểm khu vực có nguy cơ xảy ra đuối nước đối với trẻ em, thực hiện thường xuyên ít nhất 2 lần trên một ngày vào thời gian phù hợp để nhiều người dân được tiếp cận thông tin. Xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công cán bộ, công chức, các ngành, tổ chức đoàn thể liên quan, tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực, địa điểm thường xuyên xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra đuối nước đối với trẻ em để có biện pháp chủ động phòng ngừa, đảm bảo an toàn cho trẻ em. Chỉ đạo các cơ quan chức năng chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị để thực hiện tốt việc cứu hộ, cứu nạn, điều trị kịp thời đối với các trường hợp trẻ em bị tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước. Tuyên truyền vận động các cơ quan đơn vị, đặc biệt là các đơn vị thi công, các công trình xây dựng, giao thông, sử dụng khai thác hồ đập, công trình thủy lợi, thủy nông, thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và trẻ em khi đi qua khu vực đang thi công, như làm rào chắn, đặt biển cảnh báo nguy hiểm, phân công lực lượng cảnh giới khi khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi, thủy nông. Đối với các công trình xây dựng đã hoàn thiện, chỉ đạo chủ đầu tư săn lấp các hố sâu đã được đào, phục vụ trong quá trình thi công để đảm bảo an toàn cho người dân và trẻ em. Hướng dẫn các hộ gia đình thường xuyên rà soát, phát hiện kịp thời các địa điểm, khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn, thương tích đối với trẻ em như đồ dùng, dụng cụ chứa nước, hành lang, cửa sổ, ban công, ao, hồ, chưa có rào chắn, lưới an toàn, bụi rậm xung quanh nhà. Để có biện pháp chủ động phòng ngừa, khắc phục, sửa chữa nhằm loại bỏ những nguy cơ gây tai nạn, thương tích cho trẻ em, quan tâm đầu tư kinh phí để củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các cơ sở vui chơi giải trí hiện có như nhà văn hóa, trường học, sân thể thao, điểm vui chơi dành cho trẻ em. Để tổ chức cho trẻ em sinh hoạt vui chơi an toàn, khẩn trương thực hiện việc lắp đặt biển cảnh báo ở những khu vực có nguy cơ gây đuối nước ở trẻ em, làm rào chắn đối với các ao hồ tại cộng đồng dân cư, các công trình công cộng, tích cực huy động, vận động gia đình và các cơ quan tổ chức cá nhân tham gia tổ chức dạy bơi cho trẻ em tại cộng đồng và trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước để bảo vệ an toàn cho trẻ em. Tăng cường thanh tra kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ chăm sóc trẻ em và công tác phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng chống tai nạn, giao thông và đuối nước trẻ em, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra xác minh nguyên nhân các vụ tai nạn, thương tích gây tử vong đối với nhiều trẻ em hoặc có tính chất nghiêm trọng và xử lý nghiêm minh những tổ chức cá nhân vi phạm, thiếu trách nhiệm, không thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, chủ động thu thập thông tin, báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân thị xã khi có vụ việc tai nạn, thương tích trẻ em xảy ra trên địa bàn và tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời đối với gia đình có trẻ em bị tử vong do tai nạn,
thương tích, yêu cầu các phòng ban ngành và Ủy ban nhân dân các xã phường quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung nêu trên. Ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Mai Sĩ Lân. Công văn của Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc sét, mưa đá và nguy cơ xảy ra sạt lở đất. Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối ngày 20 đến ngày 21 tháng 5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, vùng núi lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm, có nơi mưa trên 80 mm. Từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 5, tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm trên một đợt, có nơi trên 200 mm trên một đợt. Dự báo còn có khả năng kéo dài. Trong mưa dông có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Thực hiện công văn số 58 ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, để chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc sét, mưa đá và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường, trưởng các ngành có liên quan triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau. 1. Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh. 2. Triển khai lực lượng kiểm tra rà soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực trũng thấp, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở đất để chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra, khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu. 3. Triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất, gia cố, bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản, thu hoạch lúa, hoa màu, cây trồng cạn đến thời kỳ thu hoạch, phòng chống ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp, bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại. 4. Thông báo cho các chủ đầu tư có công trình đang xây dựng ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thủy, khai thác khoáng sản biết, thông tin về mưa lũ để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình. 5. Chỉ đạo kiểm tra rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hầm lò khai thác khoáng sản, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu, nhất là các hồ chứa nhỏ, bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. 6. Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch tăng cường các hoạt động tuyên truyền, đặc biệt là hệ thống thông tin cơ sở phổ biến, hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ, sạt lở đất và ngập úng cục bộ để người dân biết chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. 7. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Thường trực, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã qua Phòng Kinh tế. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường, trưởng các ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện. Ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Phạm Văn Nhiệm. Thưa quý vị và các bạn, Phòng khám sản phụ khoa An Thịnh chính thức khai trương vào ngày 22 tháng 5 năm 2022. Phụ trách chuyên môn Thạc sĩ bác sĩ Lê Văn Hùng, tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành sản phụ khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội. Phòng khám chuyên khám và điều trị, tư vấn và theo dõi thai kỳ, xét nghiệm tầm soát dị tật thai, siêu âm thai 4D, siêu âm vú, đặt vòng tránh thai, cấy que tránh thai, khám và điều trị phụ khoa, soi đốt cổ tử cung, phát hiện sớm ung thư cổ tử cung, ung thư vú, khám, tư vấn, hỗ trợ điều trị vô sinh hiếm muộn và kế hoạch hóa gia đình. Phòng khám làm việc tất cả các ngày trong tuần, riêng từ thứ Hai đến thứ Sáu làm việc ngoài giờ hành chính, thứ Bảy và Chủ nhật làm việc từ 8 giờ đến 19 giờ. Đến với phòng khám, quý khách sẽ được chăm sóc tận tình, chu đáo cùng với các thiết bị công nghệ hiện đại. Phòng khám sẽ là địa chỉ đáng tin cậy của tất cả chị em phụ nữ. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ phòng khám sản phụ khoa An Thịnh, địa chỉ tại 176 Quang Trung, tiểu khu 6, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, gần siêu thị AMAX, đối diện kho bạc nhà nước Nghi Sơn. Điện thoại 0983 284 489. Thạc sĩ bác sĩ Lê Văn Hùng.
lòng cháu đã có nơi đây bà ơi, không lo bệnh đến lòng cháu đây rồi, chẳng ưu tư gì nữa vì có lòng cháu sẽ luôn bên cạnh giúp bạn bớt u sầu, sống luôn vui khỏe để cảm thấy yêu đời, lòng cháu mời bạn tới. Nhà thuốc FPT Long Châu, thành viên tập đoàn FPT với hệ thống hơn 600 nhà thuốc trên toàn quốc, chuyên cung cấp thuốc tốt chính hãng, giá tốt và luôn đầy đủ thuốc kê đơn các bệnh viện lớn. Nhà thuốc Long Châu tiên phong cung cấp thực phẩm chức năng chính hãng từ Úc, ưu đãi tuần lễ hàng Úc, chọn quà sức khỏe tặng cả nhà, giảm ngay 20% các sản phẩm chăm sóc sức khỏe hàng Úc dành cho mọi lứa tuổi. Gọi 1800 6928 hoặc đến Long Châu gần nhất để được phục vụ nhé. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số điện toán Việt Nam Vietlott, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính, có sứ mệnh phát triển thị trường trò chơi giải trí có thưởng Việt Nam, trong đó có loại hình sổ số tự chọn số điện toán theo hướng hiện đại, minh bạch và có trách nhiệm. Sau 6 năm kinh doanh, doanh thu đã đạt 22.000 tỷ đồng, trả thưởng hơn 13.000 tỷ đồng và có gần 290 tỷ phú trúng giải jackpot hàng chục hàng trăm tỷ đồng. Vietlott đã đóng góp khoảng 6.200 tỷ đồng cho ngân sách các địa phương và góp phần tạo ra 11.000 việc làm trên khắp cả nước. Ngoài ra, Vietlott cùng đối tác, đại lý và người trúng thưởng cũng thực hiện nhiều công tác an sinh xã hội trên toàn quốc. Riêng tại thị trường Thanh Hóa, doanh thu của Vietlott đã đạt gần 145 tỷ đồng, trả thưởng hơn 50 tỷ đồng. Vietlott cũng đã đóng góp gần 40 tỷ đồng cho ngân sách địa phương. Vietlott đang phát hành đa dạng các sản phẩm bao gồm Mega 645 với giải jackpot từ 12 tỷ đồng, Power 655 với giải jackpot 1 từ 30 tỷ đồng và jackpot 2 từ 3 tỷ đồng. Dòng sản phẩm Max 3D có tỷ lệ trúng giải cao, giải đặc biệt lên đến 30 tỷ. Keno quay số mở thưởng 10 phút một kỳ với cơ hội trúng 2 tỷ đồng chỉ với 10.000 đồng. Hãy mua ngay vé số Vietlott để có cơ hội trở thành tỷ phú chỉ với 10.000 đồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất: Cao Văn Lâm, biên tập: Trung Hiếu, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng: Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.